Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Chiều hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2023, hiện giờ là khoảng 3 giờ chiều. Thì Vũ đang vô nhà của chị Dung, ở đây là ở xã Thành Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì chị Dung là bị bệnh ung thư ngực. Bây giờ Vũ vô cho tới nhà chị Dung rồi nè các bạn, mà chị đã mất rồi. Xin chào gì, xin chào anh Bảy. Cho em mang cái mi để nói chuyện anh Bảy. Rồi dạ. Em chào anh Bảy nha. À. Thì, cho cảm em hỏi là chị mất hồi nào anh? Mất hồi ngày 25, 6 giờ 45 phút. 25? À. 25 là nay 29. 29. Vậy là chừng 4 bữa gì hả? 4 bữa. Dạ. Yeah. Em ở ngoài đâu có hai đâu mà bữa đó gấp rồi cũng không có xin số điện thoại của anh. Thì nó chứ anh Vũ camera cũng tận tình để nhờ ảnh mà để cô bác gần xa các nơi để giúp đỡ trị bệnh, nhưng mà cái cơn bệnh nó quá thể mạnh, không có thể mà trị được. Thì tôi cũng chồng cũng cảm ơn cô bác, cảm ơn anh Vũ camera và cô bác ở gần xa, ở quê và các nước giúp đỡ cho tôi cũng thật lòng cảm ơn hết. Bữa em vô bữa đó là thấy chỉ hình như là chỉ thở mệt ha. Mệt, hơi thở mệt hơn lúc trước. Mệt hơn lúc trước với máy chạy oxy chạy suốt luôn. Chạy suốt luôn. Nó quá, nó lan tùm lum hết trơn, đâu có uống thuốc kịp, mới uống được chỉ có là nhờ cái cô gì chỉ thuốc nam uống, chỉ mới có được 2 ngày à. Dạ. Yeah. Không ngăn chặn được. Thì đó, tôi cũng cảm ơn cô đã chỉ cho thầy đó, thầy cũng cảm ơn thầy đã giúp, mà vì cơn bệnh nó quá mạnh không có thể mà chữa hết được, phải phát hiện sớm cũng đỡ ha. Phải phát hiện sớm thì có thể mình uống thuốc mình chặn có thể nó kéo dài được cái thời gian. Rồi mất bữa 25. 25. Rồi bữa mấy Mỹ chôn anh? Bữa sáng 28 thì nó đúng ra thì vợ tôi nó cũng chị em ở xa. Dạ. Nó có trối lại để nó về ngay. Để chị em mới về gặp. Dạ. Rồi chị chôn gần đây không anh? Ở hôm trước. Hôm trước này hả? Ở dạ. Trước đất nhà đó nó anh. Dạ dạ. Thì em cũng chia buồn cùng gia đình anh á anh Bảy, em cũng không hay ở. Rồi bữa em vô đó thì từ từ mấy bữa sau yếu dần luôn vậy ha. Yếu dần luôn, càng càng yếu không. Dạ. Dạ chào nha. Tại vì không ăn được. Ăn không được thì ăn không được. Uống riết rồi tới chừng uống cũng được, sữa cũng uống không được, rồi cái gì uống không được, cái gì cũng thèm hết mà nó ăn không được. Dạ. Bởi vậy nó làm gì nó muốn đâu trong cuốn họng, nó muốn bít cuốn họng, ăn thở thì nổi, hết thở nổi. Dạ. Bữa vô hỏi thăm rồi bữa đó là uống nước, uống sữa mà có muỗng hai muỗng hả? Bởi vậy. Còn ăn cơm mà ăn không được. Sao cháo không được. Sao là uống ối cái ngày mà nó mất á.
là uống vô là ói ra trơn. Dạ. Thuốc uống bữa trước không ói thấy mừng mừng rồi, qua sao uống chắc sáng không ói, chiều uống vô ói. Dạ. Chiều bữa đó uống ói rồi thì tối mất luôn á. Dạ. Chú cũng ở gần đây hả chú? Ở bên tròn đấy. Dạ. Bà con cô bác các anh chị ở gần ở xa các nơi mà tận tình giúp quá trời nhiều rồi à, không chưa được, bệnh nó quá trời nặng. Dạ. Mới phát từ hôm Tết nay mà lẹ quá. Bác mà 2 tháng mấy chứ nhiều. Dạ. Hôm Tết là bữa hăm mấy Tết chỉ nó bữa vô chỉ còn thì nó mới khoảng còn 2 tháng mấy là nó đi làm mà 20 nó còn đi làm. Dạ. Đau quá chị không nổi nữa. Tính mà hết cái nhà đó bàn giao lãnh là chỉ cho thầu có cho tiền về ăn Tết không? Chứ bà chủ nhà cho gạo về ăn Tết. Mình dạ. Mình đám hầm tới 23 là nghỉ luôn. Dạ. Thì bữa vô chị có kể quỵ luôn không đi đứng nổi luôn. Lo làm bị Tết tới thì nó eo hẹp nữa, nên ra lo làm không nghĩ tới. Dạ. Mà như ở nhà cái chỗ đám vườn sao phải không? Đúng rồi. Dạ. Đi đâu được cái đi đợi từ châu rồi cũng là thôi. Dạ dạ. Nhớ thấy gì nhớ thường thường cũng đem gạo xuống đó mà. Dạ. Hôm đó nay dịch bệnh dữ lắm tôi không có đi về. Hôm nay gì khỏe không? Tại cũng về về. Bữa gặp ở bệnh viện nữa phải không? À nhớ nhớ rồi. Có bữa cho đồ quà ở trên bệnh viện Bình Đại gặp ở trển nữa. Dạ. Rồi làm mộ cho chị rồi luôn hả? Làm xong ngày nay anh. Dạ. Làm trưa xong cũng mấy anh em đáp phụ. Dạ. Chúc cho rồi. Dạ. Tôi ở gần Kim Thảo, chú Vũ biết mà. Dạ. Tôi ở gần Kim Thảo á. Dạ. Ừ. Còn Vũ tôi gần cây chạc lắm. Dạ. Cũng chắc khoảng 6 lời mẫu về ngang. Dạ. Anh hôm nay em vô rồi có chị Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ á, chị giấu tên thì chị có gửi cho anh chị là 5 triệu. Dạ. Dạ, để mua thuốc cho chị mà bữa nay vô rồi chị mất rồi, hôm gửi anh kiểm tiền lại giùm em đi anh Bảy. 5 triệu. Dạ đủ. Dạ. Rồi tôi thành thật cảm ơn chị nhưng mà thật sự là chị không cho em biết tên. Chị ở bên Mỹ hả? Dạ. Tôi tận tình thành thật cảm ơn chị. Mặc dù không vợ tôi không còn nữa nhưng mà giờ hoàn cảnh cũng khó khăn, chị giúp vậy tôi cũng rất là mang ơn để lo cho tròn cho vợ tôi. Chị Dung ơi, hôm nay em vô thì có chị Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Chị có gửi cho chị là 5 triệu để chị mua thuốc uống và điều trị bệnh. Nhưng không may bệnh chị nặng quá, hôm nay chị mất. Thì em gửi lại số tiền cho anh Bảy. Thì em thay mặt chị Dung, thay mặt anh Bảy ha, là cảm ơn chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Nãy Vũ mới vô thì cũng đốt cho chị Dung cây nhang rồi nha các bạn. Rồi thôi em cũng chia buồn cùng gia đình á anh Bảy. Cảm ơn anh Vũ nha. Giờ cũng nhờ anh Vũ để
lên camera để xin nhà hỗ trợ đóng góp cho tôi để giúp cho vợ tôi. Mà bây giờ vợ quá cô bác các nơi đã tận tình giúp cho tôi đầy đủ cho vợ tôi. Bây giờ vợ tôi đã mất rồi thì cô bác để giúp những người khác mà có lâm bệnh khó khăn hơn tôi tận tình cảm ơn hết cô bác các ở quê hương, ở quê và ở các nơi. Tôi xin hết. Rồi, em về nha. Dạ. Cảm ơn anh Vũ nhiều, anh Vũ. Dạ dạ. Rồi, em về chị. Chị của chị Dung hay sao? Có bạn. À bạn ha. Dạ. Rồi thôi chú về chú ở chơi nha. Dạ. Nên anh giờ Vũ về, Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ cũng thay mặt gia đình của chị Dung anh Bảy đây cảm ơn hết tất cả đó là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hổm rày đã gửi tiền giúp đỡ cho chị đi trị bệnh, nhưng mà cái bệnh chị quá nặng này thành ra không có điều trị được, thì hôm nay chị mất rồi. Thì Vũ thành thật cảm ơn hết tất cả anh chị Mạnh Thường Quân hổm rày đã gửi tiền giúp đỡ cho chị.